Chào, chào mừng đã quay trở lại kênh KT. Cho về mình sẽ giới thiệu tới anh em một sản phẩm máy pha cà phê nhá. Thực ra thì mình chưa dùng cái máy pha cà phê bao giờ nên mình cũng chưa biết cách sử dụng như nào. Thì ok, anh em cùng mình xem trong video này máy pha cà phê nha. Nhưng mà nó khá là nhỏ nhá. Đấy, trong kích thước của khoảng 20cm thôi đấy. Của lock and lock ấy chứ, xịn xò đấy, phải đùa đâu. Để anh em xem như nào nhá trong video này. Đây. Máy pha cà phê Lock and Lock, một bộ gồm một máy và hai cốc sứ này, màu bạc đấy, tặng cái bình giữ nhiệt đấy, 305.000. Đây cái bình giữ nhiệt này này, 305.000 cái máy pha cà phê. Thực ra thì cái pin này mình săn sự kiện 9/9 trên Lazada này. Chưa giá gốc của nó đâu đấy là 1 triệu, nhưng mà cái máy này nó hay sale lắm. Đây nghe, đầu tiên là cái bình giữ nhiệt đây, bình giữ nhiệt cũng của Lock and Lock thì phải. Đây mình nhìn thấy là tiếng Hàn này. Rồi thì nói chung là dùng đồ Lock and Lock bán thì em cứ an tâm cái sử dụng đây. Đó, đây có 4 màu này. Vacuum đây, Lock and Lock. Đây chắc là nhập hay là kiểu công ty Hàn hay gì đấy. Để chưa tìm hiểu. Giống kiểu Apple ở Trung Quốc ấy. Công ty sản xuất ở Trung Quốc, thương hiệu của Mỹ. Đây, ta chặt đi ta. Dính không dính ở đây à? Anh em nghe thấy tiếng tinh tinh không? Và cái nhóm chat Telegram thông báo cháy cả máy luôn. Ơi, đẹp phết anh em. Trời ơi. Đây, sách Lock and Lock Hot Cool. Đấy, bình giữ nhiệt nóng lạnh luôn. Còn tiếng Hàn, còn tiếng Việt anh em ạ. Tiếng Hàn cả tiếng Anh nhá. Đó. Wow, đẹp phết, còn xanh lẫn chuối luôn. Mình thích màu này. Ok, nhỏ gọn xinh xắn, Lock and Lock này. Đựng coffee, tea, water, nước, cà phê hay là trà. Enjoy your time. Rất là hợp lý luôn, bình thiết kế rất đẹp, nó kiểu là uốn cong này. Đấy, rất là mềm mại chứ không phải là phẳng lì nhá nghe. Đấy, cầm sẽ rất là thích. Đấy, sướng tay. Gọn tay à, đấy, gọn trong lòng bàn tay luôn. Vì nó cong đoạn này, cong đoạn giữa. Đây ở đây có cái lưới này, lưới sắt này. Và cái lỗ gì đấy, ở đây còn cái dòng cao su. Đấy, rất là cẩn thận. Đấy, trong này thì inox 304 nhá, đảm bảo an toàn sức khỏe. Thì dĩ nhiên là anh em mua lẻ cũng đắt đấy. Mình nghĩ là họ nhập hay là họ sản xuất chẳng phải 100 gì đấy. Bán ra chắc 200-300. Đùa, bán ra bằng luôn cả cái máy Lock and Lock. Và đây, máy pha cà phê Lock and Lock. Wow, hộp hơi to đấy. Small pack kiểu thiết kế nhỏ gọn này, 2 cup này, 0.3 lít. Đó, hộp đây anh em. Mình chưa biết pha như nào thì hình như là mình đã đọc thông số rồi, với cả đọc những cái câu hỏi và trả lời của shop thì họ bảo là cái này chỉ pha được cà phê kiểu nó gọi là như nào nhỉ, nó không phải kiểu pha đặc ấy, không dùng được cho hạt nhá, mà dùng cho những cái không phải dùng hạt to ấy, mà dùng những hạt xay rồi ấy. Ten. Đây, ok tất cả. Đấy, Lock and Lock. Thì anh em muốn mua sản phẩm này mình để link mua dưới video nhá. Thì anh em đợi cái dịp sale ấy, thì họ giảm giá chưa. Giá gốc thì là 1 triệu, mà cái này hay giảm giá còn khoảng 400-500 nghìn á. Và đây mình săn được hơn 300. Rẻ. Cho một máy pha cà phê của Lock and Lock thương hiệu nổi tiếng. Đây là cách pha này. Đó, toàn tiếng Anh. Thật sự. À, đây. Máy pha cà phê tiếng Việt đây anh em. Đó. Thấy trong hội nhóm có bạn hỏi cách pha như nào. Đây. Mình nghĩ đây đấy, tôi sẽ sử dụng đây. Khá là chi tiết. Đó. Ở đây là dây nguồn này. Anh em thấy dây nguồn này dày không? Nó dày như dây nồi cơm điện của anh em thôi. Ok. Đấy, nhỏ gọn vãi chưởng luôn anh em ạ. Đấy, thì cái này dùng trong gia đình hợp lý này. Đấy, chứ mà dùng trong công ty cơ quan to thì anh em nên mua cái loại to. Đấy, loại này dùng hợp gia đình là ngon rồi. Có cái nút như kiểu là mình gợi nhớ đến cái sản phẩm cái ca nấu mì hồi xưa mình review. Mình phải nói từ hồi xưa nhé. Tại vì lâu lắm mà. Ok thì rồi, đây là toàn cảnh máy pha cà phê. Đó, ở đây có logo Lock and Lock này.
Đấy, ở trên này nó bầu bầu là như là ấy, liên tưởng vãi. Dưới này cái đế này bằng nhựa, nhựa cứng nha anh em. Trong này để cốc. Ở khu vực để cốc, chứa cốc. Đằng sau thì không có gì. Đấy, có mỗi công tắc này, cạnh hông. Công tắc thì nó hơi rẻ tiền anh em ạ, hơi rẻ tiền. Ở đây thì ở dưới này có 220V 500W, 1,3 lít. Dung tích, động unlock nhé. Và bên trong đây nghe, bên trong thì chả hiểu gì luôn. Có hai cái khe này, à chắc là đổ cà phê vào đây. Ở trong này có cái màng lọc anh em ạ. Ui, có hai cái màng lọc này. Đó, và đây là cái này như kiểu cái gạt ấy. Đó, anh em đổ cà phê gạt như này. Hay như nào, nó hoạt động như nào, chưa rõ. Ok, tí này kiểu như là kiểu nhá. Mình làm mình cái tưởng kiểu như là kiểu cái máy làm ấm đun nước ấy. Đây là cái cốc sứ rồi, bọc cẩn thận như này thì chỉ có cốc sứ. Rồi để mình pha thử xem nó như thế nào nha anh em. Hấp dẫn không? Hấp dẫn thì anh em quất luôn. Sắp tới là có nhiều sự kiện trên Lazada này, cái này mua trên Lazada nha anh em. Đấy, sự kiện sale này, đấy cốc sứ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn vãi trưởng luôn. Ô, cốc này đẹp anh em ạ, được cái cốc ngon. Đó, khá là dày, nhỏ, uống cà phê hợp lý. Mà cốc này có sợ nhỏ quá nhỉ? Uống cà phê cốc này hơi nhỏ đấy anh em ạ. Mà sáng uống cà phê rất là tốt cho sức khỏe nha. Một ngày là một cốc này quá ổn luôn. Đấy, nó sẽ để vào như này. Rồi bây giờ đi pha đi. Đấy, để vào như này. Ok, đi pha nhé. Ok anh em, bây giờ mình sẽ bắt đầu pha nhá. Đây, cắm điện này. Đó, và pha. Ở đây mình có cà phê đây anh em. Trời. Đấy, hộp cà phê luôn, thơm nức mũi. Rồi ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ, anh em đọc cái tờ hướng dẫn của họ nhé, hướng dẫn rất là chi tiết rồi. Đây, anh em sẽ nói chung là tráng qua, cho nước lạnh vào đây để, xong rồi bật để nó làm nóng, nó tráng, nó vệ sinh cái máy này trước khi chúng ta dùng. Trước khi tráng thì chúng ta bỏ cái lọc vào nhé. Đấy, nói chung là anh em cứ đọc hướng dẫn, đọc kỹ hướng dẫn là được. Ok, thì máy nó hoạt động như này, anh em sẽ đổ nước vào đây và nước nó sẽ từ đây nó sẽ lên cái vòi này, lên cái vòi này và nó sẽ chảy vào đây. Nó sẽ chảy nước vào cái từ cái vòi này xuống cái lọc này. Chúng ta sẽ đổ cà phê vào đây. Ok, ở đây anh em để cái gạt này đúng không? Thì có cái mấu lên, có cái mấu này. Có nghĩa là chúng ta gạt đến đây để nó nước nó chảy đều xuống hai bên này. Và anh em chú ý đổ nước nhé. Ở đây có cái vạch này, min max. Chỉ đổ được lên đến đây thôi. Đến đây là max rồi, đừng có đổ quá là nó chảy ra ngoài đấy. Ở cái lọc này cũng có cái min max, max đây, anh em đổ đến đây. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ấy thử nhá. Nói chung thì mình chưa pha bao giờ thì cái này ấy thì shop có nói là chỉ pha được loãng thôi. Cho kiểu như người Tây Âu người ta uống thôi chứ không pha được đặc như kiểu cà phê phin đâu. Đấy, anh em muốn pha đặc thì anh em phải dùng phin. Đây thì mình sẽ pha thử. Chưa biết là lượng như nào. Ok. Thì mình sẽ múc ra mấy thìa. Để xem nào. Ước lượng khoảng đây, một thìa này. Đó. Bên này cũng một thìa. Ok chưa? Vậy là hai thìa. Hai thìa với là một cốc đầy. Cốc này 150ml nha anh em. Đấy, 150ml thì hai thìa anh em thấy hợp lý không? Ơ, trước tiên cứ phải pha thử á. Đây. Cứ phải pha thử xem nó như thế nào á. Đấy, anh em sẽ đặt vào và gạt cái này ra. Ok, thì đây là mình rót một cốc nước lạnh nhá. Đó. Một cốc gần đầy, gần 150ml mình sẽ rót vào đây. Ok chưa? Đấy, thì nó mới đến cái vạch một nửa thôi. Đúng luôn. Đây, một nửa đây anh em. Và đến đây là hai. Đó. Ok, và mình sẽ chỉ đặt một cốc thôi nhá. Anh em có thể đặt hai cốc cũng được. Thì anh em đặt một cốc anh em phải lưu ý này, nó có cái vòng tròn ở đây này. Thì chúng ta đặt đúng, tại vì ở dưới này này, ở dưới này nó sẽ có hai cái vòi để nó chảy xuống hai cốc. Thì đây mình đặt một cốc thì mình phải đặt ở giữa hai cái vòi. Giữa hai cái vòi để hai cái vòi đấy chảy vào một cốc thôi. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đậy vào. Đấy. Mình sẽ mở ra cho anh em xem cách hoạt động của nó. Đây mình sẽ bật. Ok. Nó bật phát, nó sôi luôn, rất là nhanh luôn. Kinh khủng thật, 500W chứ không phải là đợi một lúc còn sôi. Đó, anh em thấy chưa? Đây, nước đã chảy vào này. Đó, nó nhả giọt, bắt đầu nhỏ giọt xong tí nữa nó sẽ tăng dần. Đó, và nước bắt đầu sôi luôn.
Rồi, đấy, bắt đầu nó nước từ từ đây. Nó sẽ lên cái vòi này và nó chảy, sẽ chảy xuống cái lọc này. Và nó nước nó sẽ chảy xuống đây. Đó, anh em thấy nước nó chảy chưa? Đó, nó như vậy. Tổng quan cái máy thôi rất là nhỏ xinh. Đấy, anh em có thể hoàn toàn dùng cho gia đình hoặc là cơ quan nhỏ. Thì khi nào xong thì anh em nhớ tắt máy nhá. Rồi nó sẽ đậy vào. Rồi, đợi thành quả thôi. Ok, xong rất là nhanh luôn. Chỉ khoảng 1-2 phút gì đấy thôi. Đã xong rồi, nhanh vãi trưởng luôn. Đó, xong thì nó cũng tự ngắt anh em ạ. Đó. Đây. Đó, rồi, xong chúng ta sẽ ngắt điện đi. Tắt điện. Ok, và xem ra. Đây. Đấy, một cốc ui, nước nó vẫn chảy anh em ạ. Ờ. Thế chúng ta phải để một lúc. Đấy, nó đã chảy xuống đây rồi này. Ok rồi đấy, thử xem nào. Nó khá đấy, anh em thấy không? Nó loãng nhưng nó không đặc như phim. Đấy, và chúng ta sẽ cho đường vào và thưởng thức. Để mình thử không đường nha anh em. Mấy anh em, đây. Đấy, hấp dẫn không? Thế này hình như là hơi loãng. À, 2 muỗng 150ml. Nóng quá, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Loãng nhanh nhanh, loãng quá. Đến đây chắc phải cho 4 muỗng. Như vậy là hoạt động ok nhanh nhanh, không vấn đề gì. Đấy. Sùi sùi lên cái gì ghê vãi. Đây. Bã đây. Này phải cho 4 muỗng rồi. Hơi lõa. Ok, như vậy máy hoạt động ok nhanh nha. Cool. Ok, link với sản phẩm này mình sẽ để dưới video nhá. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm máy pha cà phê được tặng cả một bình giữ nhiệt. Rất là ngon lành cành đào luôn, hơn 300.000 thôi. Quá là rẻ luôn. Anh em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh cho chúng mình nhá. Anh em mình đi sản phẩm nào comment lên bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo video. Bye bye. Uống cà phê mỗi ngày vào buổi sáng nha, rất tốt cho sức khỏe.